Pepsi, sống trọn từng giây. Cuộc thi Việt Nam Idol là một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình đầu tiên mà em tham gia, và cũng với em đến thời điểm này thì cũng là cuộc thi lớn nhất. Sau đêm gala đầu tiên thì em cảm thấy rất may mắn khi nhận được những lời động viên, những lời ưu ái của các anh chị nhà báo. Và cuộc đời của em thì có lẽ đây là cái thời điểm mà em nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Và em cảm thấy rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc. Em này không dại khờ vì anh nữa, em vui nên này không hay khóc bao giờ. Một trong những điều mà em trân trọng nhất đó chính là tình bạn của 9 thí sinh trong ngôi nhà chung. Em rất hy vọng rằng sau cuộc thi này thì tất cả chúng em đều vẫn là những người bạn, sẽ vẫn là những người bạn mà vẫn quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau, gần gũi với nhau như thời gian đã sống cùng với nhau ở nhà chung.